Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử diễn viên Doãn Quốc Đam. Diễn viên Doãn Quốc Đam sinh năm 1990, anh sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên. Doãn Quốc Đam được biết đến với vai soái ca trong phim Quỳnh Búp Bê, và bất ngờ mới nhất, anh được chọn hóa thân thành nhân vật Thông, thượng tá công an trong phim Sinh Tử. Nam diễn viên gốc Thái Nguyên đã tỏ ra khá sốc với hình tượng mới của mình. Doãn Quốc Đam sinh ra trong một gia đình bình thường, cả bố và mẹ đều không phải người am hiểu về nghệ thuật. Thời còn đi học, Quốc Đam có thành tích không mấy khả quan, đam mê hip hop, nghịch ngợm. Giáo viên đã khẳng định Đam sẽ không thi được tốt nghiệp nếu còn giữ nếp sống như vậy. Tuy nhiên, anh chàng đã đậu trường sân khấu điện ảnh và đi theo con đường trở thành diễn viên. Anh học tập, tìm hiểu. Đến năm học thứ 3, Quốc Đam bị ở lại lớp và được nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh dạy dỗ dìu dắt. Tư duy diễn xuất của Quốc Đam đã thay đổi rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc tại nhà hát Tuổi Trẻ và thành công với vở kịch nói Nghêu Sò Ốc Hến. Nam diễn viên chia sẻ, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh giống như người mẹ thứ hai, đã ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ và con đường diễn xuất của anh. Sau đó, Doãn Quốc Đam nhận ra niềm yêu thích của mình là diễn xuất và đóng phim. Thời chưa nổi tiếng, Quốc Đam đảm nhận vai trò trợ lý trường quay với các công việc như mang ô, mang nước và mang đồ ăn cho cả đoàn. Giữ vai trò hậu cần phía sau, Quốc Đam đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Nam diễn viên chia sẻ, mình không phải soái ca, anh cũng không thích danh xưng này. Anh tự nhận mình không đẹp, thân hình không nhiều múi. Thứ duy nhất anh có là sự đam mê và nghiêm túc với nghiệp diễn xuất. Anh luôn cố gắng diễn tròn vai, dù là vai phụ thì Quốc Đam cũng sẽ nỗ lực hết mình. Doãn Quốc Đam được nhiều người đánh giá là lập dị với phong cách chẳng giống ai. Trong bộ phim Mê Công, anh vào vai một kẻ sát nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt, đồng thời diễn vai bị tử kỷ ám thị. Hai vai diễn Fedora và Long Nhật phải diễn song song nhưng không được giống nhau. Vai diễn này chứng tỏ được thực lực diễn xuất và khả năng biến hóa đa dạng của nam diễn viên gốc Thái Nguyên. Anh còn không ngại quay những cảnh vất vả. Sự nam tính toát lên khả năng diễn xuất lẫn tính cách của anh khiến đạo diễn Đỗ Thanh Hải phải dành lời khen. Doãn Quốc Đam không thích sự ngột ngạt và trang trọng quá mức. Anh yêu thích sự tĩnh lặng và giản dị. Tuy là diễn viên nhưng anh vẫn sống tại Thái Nguyên, và khi có dự án phim anh mới khăn gói ra thủ đô Hà Nội. Thành công trong công việc, Doãn Quốc Đam còn khiến nhiều người yêu mến, bởi ngoài đời anh có một gia đình hạnh phúc. Hiện tại dù làm việc chủ yếu ở Hà Nội nhưng Doãn Quốc Đam lại sinh sống cùng gia đình ở Thái Nguyên. Dù không muốn ồn ào nhưng Doãn Quốc Đam vẫn gây chú ý khi khoe vợ đẹp. Vợ anh tên là Thu Thảo, hiện đang sinh sống tại Thái Nguyên. Trên trang Facebook cá nhân, Thu Thảo thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình tứ của cả hai. Không chỉ sở hữu chiều cao nổi trội mà nhan sắc xinh đẹp của Thu Thảo còn gây ấn tượng mạnh mẽ cho người đối diện. Tuy nhiên, phong cách thời trang ở đời thường của Thu Thảo khá giản dị. Cô sống và làm việc tại Thái Nguyên. Vợ của Doãn Quốc Đam từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, hiện làm việc trong lĩnh vực cưới hỏi. Từ khi lấy chồng, Thu Thảo tập trung lo cho gia đình và làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của chồng. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.